Kính thưa quý vị, thủ đô Syria chìm trong bóng tối, tin từ Damascus. Video đưa lên Internet cho thấy những ngọn lửa bốc lên trong màn đêm gần thủ đô Damascus. Bộ trưởng Điện lực ông Emad Khamis đã nói với cơ quan thông tấn Sana là dân quân đã phá hoại đường ống dẫn dầu khí cung cấp cho nhà máy điện, làm mất điện. Một phụ nữ sống ở trung tâm thủ đô Damascus nói rằng cả thành phố chìm trong bóng tối, bà nhìn thấy lửa bốc lên ở hướng phi trường quốc tế và nghe tiếng súng nổ. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói rằng một quả đạn pháo của dân quân đã rớt trúng đường ống dẫn dầu gần phi trường. Mục tiêu tấn công của dân quân không phải là đường ống dẫn mà là thị trấn Gasula cách phi trường vài cây số. Dân quân đang kiểm soát nhiều vùng ngoại ô thủ đô Damascus và đang tìm cách đánh chiếm thủ đô Damascus để cáo chung chế độ Al-Assad đã cai trị Syria trên 40 năm. Chiến tranh từ tháng 3 năm 2011 đến nay đã làm nên 100.000 người chết, trên 2 triệu người chạy qua các nước lân bang tị nạn.